Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Thời gian vừa qua, cộng đồng fan Tokusatsu nói chung và Kamen Rider nói riêng tại Việt Nam đã có dịp leo lên đỉnh xã hội khi một bộ phim điện ảnh về Kamen Rider chính thức được đem về phát hành tại thị trường nước nhà. Chính là Kamen Rider Geass Revised Movie Battle Royale. Thời điểm này, nhân dịp Blu-ray DVD đã được phát hành tại Nhật Bản, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn bài review đánh giá về bộ phim này. Lưu ý rằng bài review này sẽ có những tình tiết spoiler nhất định. Các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi xem nhé. Giờ chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Đầu tiên sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Kamen Rider Geass Revised Movie Battle Royale là bộ phim crossover giữa 3 series là Kamen Rider Geass, Kamen Rider Revised và Kamen Rider Ryuki. Phim nhằm kỷ niệm 20 năm phát sóng Kamen Rider Ryuki cũng như 13 năm chuỗi phim điện ảnh Movie World chiếu ở các cụm rạp Nhật Bản vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, phát hành Blu-ray DVD vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 do Yuya Takahashi và Hanta Kinoshita viết kịch bản, đạo diễn bởi Takayuki Shibasaki. Phim được đơn vị Skyline Media mua bản quyền về chiếu tại các cụm rạp ở Việt Nam vào ngày 3 tháng 3 năm 2023 với tên gọi là Hiệp sĩ mặt nạ đại chiến, đấu trường sinh tử. Giờ chúng ta cùng nhau bước vào tìm hiểu cốt truyện của bộ phim này nhé. Phim bắt đầu về tuyến truyện của Kamen Rider Revised. Thời điểm này, gia đình Igarashi đã chào đón thêm một thành viên mới là nhóc Igarashi Koshiro. Không may thay, phần ác ma trong cơ thể cậu bé trở thành mục tiêu của hai kẻ ác từ ngoài hành tinh, Izangi và Baridero. Tuy ba anh em nhà Igarashi đã ra sức ngăn cản, nhưng trước sức mạnh quá áp đảo của hai kẻ phản diện, Koshiro đã bị bắt đi. Còn Iki đứng trước cửa tử khi trúng đòn chí mạng của Izangi. Tuyến phim sẽ là hành trình để Iki tìm lại phần ác ma bị mất của mình, Vice, và cùng các nhân vật khác đương đầu với hai tên phản diện đầy áp đảo, giải cứu cho bản thể ác của nhóc Koshiro. Sau những sự kiện của tuyến Revised, các nhân vật chính trong dàn Kamen Rider Geass, Revised và Ryuki được kéo vào một cuộc đấu sinh tử mang tên Desire Royal, nơi các rider chiến đấu lẫn nhau để tìm ra người thắng cuộc, trở thành thần tham vọng và thực hiện điều ước của bản thân. Danh tính của Game Master, kẻ đứng sau giật dây, thao túng mọi sự kiện này vẫn còn là một ẩn số. Thông qua giải đấu này, Geass và Revised phải tìm mọi cách ngăn chặn âm mưu xấu xa của Game Master, chấm dứt giải đấu Desire Royal vô nghĩa, đồng thời đem ác ma của Koshiro bình an trở về. Nhìn chung thì đây là tổng thể cốt truyện của Kamen Rider Geass Revised Movie Battle Royal. Phim được chia ra làm hai mạch khá rõ ràng là tuyến phim của Revised và tuyến phim của Geass. Xét riêng về phần tuyến phim của Revised, có một số ưu điểm nhất định đáng được nhắc tới như sự đáng sợ, áp đảo của tuyến phản diện thực sự đã đẩy những người hùng của chúng ta vào tình thế vô cùng nguy khốn. Chính điều này cũng tạo nên những nút thắt, những cao trào nhất định cho mạch phim, giúp thu hút khán giả xem phim. Hành trình để Iki tìm lại Vice, phần ác ma đã mất của cậu cũng khá giàu cảm xúc, để lại ấn tượng tương đối tốt trong lòng người xem. Song, cách mà phim giải quyết hai tên phản diện đáng gờm này lại không thực sự thuyết phục. Thế trận dường như hoàn toàn đảo chiều sau khi Vice được hồi sinh. Hai tên phản diện vốn dễ dàng gây khó dễ cho toàn bộ rider góp mặt trong tuyến phim Revised lại mau chóng bị Iki và Vice tiêu diệt. Bước sang tuyến phim của Geass, giải đấu Desire Royal tương đối thú vị khi nó là cuộc đấu sinh tử giành điều ước giữa các Kamen Rider tham gia, là một cái cớ vô cùng hợp lý để biên kịch có thể đưa dàn nhân vật chính trong Kamen Rider Ryuki trở lại. Dàn Geass, Revised và Ryuki, mỗi nhóm rider đều có những mục đích khác nhau khi bước chân vào giải đấu. Điều này tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các phe phái rider, trở thành cao trào thu hút khán giả xem phim. Song, tuyến phim của Geass lại gặp vô cùng nhiều những vấn đề ở phần nhân vật, mình sẽ phân tích kỹ hơn ở mục sắp tới. Có một điều mà phim làm khá tốt là những tình tiết gây hài trong bộ phim rất duyên dáng, không bị gượng ép, gây khó chịu cho khán giả. Có thể kể đến như cảnh Ryuga dùng Strike Van nướng cá, cảnh Iki, Vice và Ace đạp xe đạp mini, cảnh đối thoại trên tàu giữa Michi và Vice, hay câu joke liên quan tới người âm decay của Jock, vân vân. Tổng kết chung, Kamen Rider Geass Revised Movie Battle Royale có cốt truyện tương đối cơ bản, chia hai mạch rõ ràng, dễ theo dõi, có những cao trào nhất định để giữ chân khán giả xem phim. Song, đây cũng không phải một phần phim có cốt truyện quá xuất sắc, mọi thứ chỉ dừng ở mức tạm ổn, còn nhiều vấn đề được làm chưa tốt, chưa triệt để, đặc biệt là ở mạch cuối của bộ phim. Về phần nhân vật, trước tiên phải nói, Kamen Rider Geass Revised Movie Battle Royale
là bộ phim có rất nhiều tuyến nhân vật thừa ở cả phe Revice, Kiss hay Ryuki. Giờ mình sẽ phân tích cụ thể từng nhóm nhân vật nhé. Đầu tiên về dàn Revice, câu chuyện thực chất chỉ lấy Iki và hành trình tìm lại Vice của cậu làm trung tâm. Quả thực, phim khai thác tâm lý của Iki khá tốt khi đặt cậu vào ranh giới thập tử nhất sinh, buộc cậu phải lựa chọn giữa hai ngã rẽ: buông bỏ tất cả để sống cuộc đời hạnh phúc tràn ngập ánh sáng, hoặc bất chấp tìm lại phần ác ma đã mất của mình, một lần nữa chấp nhận những đau thương để tiếp tục chiến đấu và bảo vệ gia đình. Sự mâu thuẫn nội tâm cùng những ký ức đẹp đồng hành sát cánh giữa Iki và Vice khiến cho hành trình tìm lại bản ngã trở nên đầy cảm xúc và thuyết phục được khán giả. Song, những nhân vật khác như Daiji, Kagero, Sakura, Hana, Jock, Tamaki lại không đóng góp quá nhiều vai trò trong tuyến truyện này, chỉ là một đội hình được tập hợp để đương đầu với hai tên phản diện Izangi và Badidero, cầm chân chúng cho tới khi Iki và Vice tới giải quyết nốt mọi chuyện. Điều làm mình đáng tiếc nhất ở đây có lẽ là nhân vật Jock, Kamen Rider Juga, một rider vốn khá áp đảo và đáng gờm trong TV series, nhưng lại trở thành bao cát không hơn không kém trong movie lần này. Bước vào giải đấu Desire Royal, số nhân vật của dàn Revice co gọn lại chỉ còn Iki, Vice, Daiji, Kagero và Sakura. Xong, đất diễn cũng hoàn toàn chỉ tập trung vào Iki và Vice mà thôi, còn Daiji và Sakura thì mau chóng bay màu ở những vòng đầu tiên của giải đấu. Ở dàn nhân vật của Kiss, tất nhiên, highlight vẫn sẽ xoay quanh huyền thoại của giải đấu Desire Grand Prix, Ukiyo Ace. Vẫn như những gì đã thể hiện xuất sắc trong TV series, Ace được khắc họa với hình ảnh đầy quyết đoán, tự tin, bất khuất, thu hút là nhân tố nòng cốt của cả bộ phim. Nhân vật Michinaga, Kamen Rider Buffa cũng được hồi sinh sau những sự kiện trong TV series để tham gia vào giải đấu này. Neo và Keiwa có vai trò khá mờ nhạt trong phim, chịu số phận tương tự như Daiji và Sakura, bay màu rất sớm khỏi giải đấu. Michinaga thì có nhiều đất diễn hơn một chút khi có cuộc đấu tay đôi khá hấp dẫn với Kamen Rider Ocha, song cũng bị hạ gục và sớm bay màu. Hai nhân vật mới trong phim được giới thiệu là Game Master Colossus và Kamen Rider Seeker Kaima Torodoki. Về phần Colossus, ban đầu hắn được xây dựng là một Game Master khá thú vị khi đã đột nhập và dễ dàng chiếm quyền kiểm soát của giải đấu Desire Grand Prix, biến nó trở thành giải Desire Royal, phục vụ cho dã tâm riêng của hắn. Colossus cũng là kẻ đã sai Izangi và Badidero đi bắt cóc ác ma của nhóc Koshiro nhằm gia tăng sức mạnh cho thần tham vọng mà hắn đang nhắm tới. Xong về cuối, vai trò của hắn trở nên mờ nhạt, dễ dàng bị Gidori đánh bại và chiếm lại quyền kiểm soát giải đấu. Sẵn nhắc về Gidori, ở giai đoạn khi TV series còn đang chiếu, khán giả đã trách lầm ông vì sự cực đoan, tàn nhẫn đối với Ukiyo Ace. Thực chất qua bộ phim này ta sẽ thấy rõ, Gidori là một Game Master vô cùng tâm huyết với Desire Grand Prix. Ông cống hiến hết mình để diệt trừ những mối đe dọa cho an nguy của giải đấu này. Về phần Kamen Rider Seeker, Kaima Todoroki, anh là một võ sĩ đã giải nghệ sau bê bối đời tư, là người con thất bại nhất trong gia tộc Todoroki, được bố của anh, Eiichi Todoroki cử đi làm những công việc bẩn tay để giúp ông củng cố địa vị chính trị của gia đình. Kaima hóa thân thành Kamen Rider Seeker, hấp thụ sức mạnh từ ác ma của Koshiro, trở thành một Kamen Rider vô cùng áp đảo và đáng gờm, là nhân tố tiềm năng nhất để đoạt lấy chức danh thần tham vọng. Song, bản thân nhân vật Kaima lại tẻ nhạt đến nhàm chán. Anh bị sức mạnh và quyền lực làm cho mờ mắt, không có mục đích, tham vọng chiến đấu cho riêng bản thân mình, chỉ là con rối chỉ đâu đánh đấy của cha anh. Điều này khiến cho Kaima cũng như Kamen Rider Seeker trở thành một nhân vật thiếu điểm nhấn và rất mờ nhạt, không hề xứng với vai trò trùm cuối của tập phim. Xét về dàn nhân vật của Kamen Rider Ryuki, lần này có tất cả 4 rider được mời trở về tham gia giải đấu là Kido Shinji, Kido Shinji từ Thế Giới Gương, Akiyama Ren và Asakura Takeshi. Bộ phim là hành trình của Ren đi giải cứu Kido Shinji đang mắc kẹt trong Thế Giới Gương, người hiện đang bị Kido Shinji tà ác, chiếm quyền điều khiển thân xác. Công bằng mà nói, dàn Ryuki chỉ như một tuyến nhân vật bổ sung cho cả bộ phim. Có cũng được, mà không có thì cũng không sao. Những rider này trở lại chỉ để tri ân cho sự kiện 20 năm phát sóng bộ phim, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông lôi kéo khán giả ra rạp xem phim. Thực chất, nếu bộ phim chỉ tập trung vào việc Iki và Ace đối đầu Game Master và Kamen Rider Seeker trong giải đấu Desire Royal thì tổng thể cốt truyện của bộ phim cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Song, nói đi thì cũng phải nói lại, việc những rider huyền thoại trong series Kamen Rider Ryuki trở lại thực sự đã tạo một cơn sốt rất lớn đối với những fan Kamen Rider. Thời điểm mình ra rạp thưởng thức bộ phim này, bất kỳ phân cảnh nào có sự góp mặt của dàn rider trong Ryuki, cả rạp đều vỗ tay rầm rộ, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng hiếm có.
Tuy không đóng góp quá nhiều cho phim về mặt nội dung, nhưng các yếu tố tri ân của series Kamen Rider Ryuki được cài cắm khá tốt và hợp lý. Cá nhân mình cảm thấy sự tri ân lần này tốt hơn hẳn so với lần trở lại trước đó của dàn Rider Ryuki trong spin-off Rider Time. Để nhận xét chung về dàn nhân vật trong phim, những nhân vật trung tâm đều có thời lượng lên hình và đất diễn phù hợp, nhưng số lượng những nhân vật thừa không có đóng góp cụ thể trong mạch phim cũng khá nhiều. Đặc biệt, xét riêng ở tuyến phản diện, cá nhân mình đánh giá Izanagi và Baridero để lại ấn tượng đậm nét hơn khá nhiều so với Game Master Chorus và Kamen Rider Seeker. Tiếc là chúng chỉ xuất hiện trong tuyến phim của Revice, nhanh chóng bị tiêu diệt và không còn đóng góp gì thêm cho nửa sau của phim nữa. Dàn Ryuki tuy không thực sự cần thiết trong bộ phim nhưng đem lại hiệu ứng tốt về mặt truyền thông và cảm xúc cho khán giả. Xét về khâu hành động, cá nhân mình thấy Kamen Rider Kiss Revice Movie Battle Royale có phần chỉ đạo võ thuật tương đối tốt ở mạch phim của Kiss. Chất lượng có thể sánh ngang với những màn combat vô cùng đẹp mắt trong TV series. Các góc máy vô cùng đa dạng, chuyển động linh hoạt. Phân cảnh Kiss và Revice đánh nhau trên xe tải để tranh giành ác ma của Koshiro hay phân cảnh hai người phối hợp với nhau để đối đầu Seeker ở cuối phim thực sự rất ấn tượng. Tuy nhiên ở mạch phim của Revice, chỉ đạo hành động có lẽ chưa thực sự tốt. Các phân cảnh chiến đấu phụ thuộc quá nhiều vào VFX, động tác ra đòn chậm chạp, thiếu đặc sắc. Các cú máy tĩnh lại càng làm cho các phân cảnh này trở nên tù túng hơn. Mặc dù mình vừa nói là quá phụ thuộc vào VFX, song đến phân cảnh Vice hồi sinh và tham chiến với Ikki bằng phòng Ultimate Revice, ta có thể nghe rõ được sound effect năng lượng từ trường mỗi khi Revice ra đòn, nhưng lại không hề có VFX, mặc dù nó rất cần thiết. Cá nhân mình khá thất vọng vì phần hành động là một trong những điểm sáng hiếm hoi của series Kamen Rider Revice, nhưng lại không được thể hiện tốt trong movie lần này. Phần kỹ xảo của bộ phim thì lại theo kiểu nửa nạc nửa mỡ. Có những chỗ vô cùng tốt, ví dụ như cảnh Oja chiến đấu với Boffa, Venus Snaker được trau chuốt model vô cùng tỉ mỉ, chất liệu và đánh sáng tốt, thậm chí còn có cả đổ bóng môi trường lên vật thể. Nhưng lại có những phân cảnh khác nhìn kỹ xảo không đẹp mắt một chút nào, ví dụ như cảnh biến hình ở sân vận động, cảnh Final Vents của Ryuki hay cảnh đổi form của Revice và Giz. Ngoài ra, vẫn như thường lệ khi nhận xét phần kỹ xảo của phim Toei, phần kỳ phong xanh vẫn còn khá tệ, để lộ viền và nhìn khá giả chân. Phần âm nhạc của phim nhìn chung là chất lượng, đủ tạo cảm xúc cho khán giả và nâng cao trào cho bộ phim. Có tất cả 41 bản soundtrack được sử dụng trong phim, với nhiều mood nhạc khác nhau, phù hợp với từng tình huống. Cá nhân mình ấn tượng nhất với bản soundtrack số 39, Ishii no Tsuyosa, phát lên trong cảnh Revice và Kiss đối đầu Seeker. Cũng như ca khúc chủ đề Change My Future do Kumi Koda thể hiện. Sau cùng sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Việc cho Kamen Rider Tycoon đối đầu với Kamen Rider Ryuga là chủ đích từ phía nhà sản xuất bởi nam diễn viên thủ vai Sakurai Keiwa, Kamen Rider Tycoon ở ngoài đời có tên là Sato Ryuga. Thông tin này đã được Sato xác nhận khi được phỏng vấn. Cảnh Ikki phóng xe tới đối đầu với Izanagi và Baridero. Sound effect tiếng xe Machine Cyclone của cụ nhất đã được sử dụng để nhằm mục đích tri ân. Phân cảnh Vice và Buffa choảng nhau trên tàu, một vài easter egg gợi nhắc tới những series Kamen Rider trước đó đã xuất hiện, có thể kể đến như tòa soạn báo Original trong Kamen Rider Ryuki, Tháp Futo và Futo-kun trong Kamen Rider Double, Mighty Action X trong Kamen Rider XZ, Hidden Intelligence trong Kamen Rider Zero-One, tiểu thuyết Eternal Story viết bởi Toma trong Kamen Rider Saber. Cảnh Giz và Revice đánh nhau ở đường hầm cao tốc cũng có một vài chi tiết easter egg. Từ Fujioka, ám chỉ tên bác Hiroshi Fujioka, thủ vai cụ nhất Hongo Takeshi. Sasaki, ám chỉ tên bác Takeshi Sasaki, thủ vai cụ nhị Ichimonji Hayato. Miyauchi, ám chỉ tên bác Hiroshi Miyauchi, thủ vai cụ V3 Shiro Kazami. Ishimori là tên của Sotaro Ishimori, cha đẻ của thương hiệu phim Kamen Rider. Con số 555 ám chỉ Kamen Rider Vice. Ở phân cảnh hậu trường chụp Kamen Rider Ryuga, phần Drag Visor đeo trên tay có màu đỏ, là phiên bản được sử dụng bởi Kamen Rider Ryuki. Chi tiết lỗi này khi lên phim đã được sửa đổi. Ở cảnh Giz đưa Revice Buckle và Propeller Buckle cho Revice sử dụng, bàn tay cầm đạo cụ của tổ sản xuất đã lọt vào khung hình. Hiệu ứng lửa sử dụng cho Kamen Rider Ryuga bị sai so với nguyên tác.
lửa từ Drug Blacker hay Strike Van của Ryuga đều là lửa xanh, nhưng trong movie Battle Royale lại bị biến thành lửa đỏ. Ở phân cảnh Knight dùng Final Vance tiêu diệt Drug Blacker, thay vì trở về dạng Blank Form sau khi Contract Monster bị tiêu diệt, Ryuga vẫn giữ nguyên hình trạng vốn có. Trên áo khoác của Hido Shinji Thế Giới Gương có số 13 bị ngược, một chi tiết gợi nhắc về trận chiến 13 Rider trong Thế Giới Gương. Câu thoại kinh điển của Asakura dùng trong tập 40 của series Kamen Rider Ryuki cũng xuất hiện. Và tất nhiên, câu thoại được Ren sử dụng trong phim cũng chính là khẩu hiệu đặc trưng của series Kamen Rider Ryuki. Trên đây là những nhận xét, đánh giá của chúng mình về bộ phim Kamen Rider Kiss Revised Movie Battle Royale. Cá nhân mình đánh giá bộ phim dừng ở mức tạm ổn, xem để giải trí thì khá là ok, nhưng vẫn còn nhiều những hạt sạn không đáng có, phân chia đất diễn chưa thực sự ổn. Điểm sáng lớn nhất của bộ phim là sự trở lại của dàn Rider trong Kamen Rider Ryuki như một cách để giúp chúng ta ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Đây là bộ phim Kamen Rider đầu tiên được chính thức mua bản quyền đem về phát sóng tại các rạp ở Việt Nam. Tuy doanh thu của bộ phim chưa đạt tới con số như đơn vị phát hành kỳ vọng, nhưng vẫn mong rằng sẽ còn có những dịp khác phim Kamen Rider được đem về chiếu tại Việt Nam. Còn các bạn nghĩ như thế nào về bộ phim này, cũng như bài review của nhóm? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới để chúng mình được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!